bão số 6 tăng cấp, chuyên gia cảnh báo mưa cực lớn ở miền Trung. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, bão Trà My, từ tối 26-29.10, Trung Bộ sẽ có mưa lớn, trọng tâm mưa rơi vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng nay ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão số 6, bão Trà My, ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 89, 102 km/h, giật cấp 12. Trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/h. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 10, tâm bão số 6 trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía đông đông bắc. Bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 10, tâm bão số 6 trên khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Khoảng 7 giờ ngày 28 tháng 10, tâm bão số 6 trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía tây tây nam. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển chậm lại, có khả năng đổi hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu. Bão số 6 gây mưa lớn. Thông tin về bão số 6 tại buổi họp trực ban sáng ngày 25 tháng 10, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết sau khi đi qua phía bắc quần đảo Hoàng Sa, bão số 6 sẽ suy yếu do tác động với không khí lạnh. Cạnh đó, đường đi của bão số 6 cũng đổi hướng, sau khi đi qua vĩ tuyến 110, gần đất liền miền Trung, bão số 6 sẽ quay ra biển. Do phía đông Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và di chuyển lên phía bắc đảo Luzon, Philippines. Tương tác từ cơn bão mới này khiến bão số 6 suy yếu và dịch chuyển ra ngoài. Hoàn lưu cơn bão khá mạnh và rộng. Vùng mây đối lưu hướng về phía tây nên bắc và giữa biển đông chịu tác động của gió mạnh. Từ chiều ngày 26 tháng 10, biển Trung Bộ bắt đầu có gió mạnh cấp 6, cấp 7, khi bão đến gần sẽ tăng lên cấp 8, cấp 9, ông Hưởng thông tin. Ông Hưởng cảnh báo, từ 26-29.10, hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn ở Trung Bộ, vùng mưa rộng từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Trong đó, trọng tâm mưa tập trung ở Quảng Trị, Quảng Nam với lượng mưa từ 200-300mm.